quý vị, mời quý vị đến với buổi tập thứ 13 chương trình học bó ở nhà. Sau phần khởi động chúng ta sẽ ôn lại một số kỹ thuật cơ bản. Đây là tấn và đòn gạt Gedan Barai đấm nghịch Jaku Yuki. Ôn lại của tấn Chico Chi đấm Chu Dan Yuki. Thực hiện đòn đá Mai Gheri trên bộ tấn Zen Suyaki. Tiến đá mai tấn Zen Kusuichi Ushiro. Tiến đá mai ghi đấm ra cái Yuki. Các bạn xoáy gối thả lỏng, tập một lát mệt thì các bạn gập người xuống, các bạn hít thở, hít sâu, thở nhẹ nhàng ra. Đấy, các bạn hít sâu và thở nhẹ nhàng 3 lần thì cơ thể các bạn sẽ điều hòa được và sẽ trở lại cái trạng thái cân bằng. Bây giờ quay thêm máy, cầm thêm quay thêm máy. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn về cái nguyên tắc tập đó. chưa quay bấm máy quay. Về cái nguyên tắc tập thì chúng ta sẽ khởi động này, chúng ta phải tuân thủ cái đó bởi vì nó đảm bảo cho sức khỏe và đề phòng chúng ta không bị chấn thương cũng như không bị bệnh tật. Thì đầu tiên chúng ta phải khởi động, sau đó chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật cũ. Và phần gần cuối buổi tập thì sẽ tập các kỹ thuật mới. Tuy nhiên là hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn luôn cái nội dung mới của cái buổi hôm nay. Và sau đó thì anh Hải anh sẽ ôn lại và quyền hôm trước và những cái nội dung cũ. Thì kỹ thuật hôm nay, nội dung hôm nay chúng tôi
dự kiến là sẽ dạy bài Tai Kyuku Nidan, một trong ba cái bài quyền dễ nhất của Karate Shotokan. À, thì bài quyền này nó khác bài truyền quyền trước chỉ mỗi cái đòn đỡ trong ra thôi, chưa được bật quạt chịu nóng một tí đi. Nó chỉ khác như thế thôi, cho nên là chúng ta để ý ba bài quyền này các huấn luyện viên dạy hay các võ đường dạy nó có thể khác một tí nào đó, còn những bài quyền khác từ Heian, Shodan trở lên thì không được phép sáng tác thêm, không được phép khác. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nhẹ một lần để chúng ta theo dõi. Chỉnh cả cái máy này. Có thể thu một lần. À, những cái cầm lên. Thôi anh cầm rung. Vẫn như những cái nội dung khác thì không có thể nói lại thì cái máy livestream này đang nghe không? Vẫn như những nội dung khác là chúng ta sẽ nghiêm chào và đọc tên bài. Đi, nghiêm chào. Rồi đọc tên bài quyền. Tai Kyuku Nidan. Là B. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện. Sau khi đi hết bài quyền thì chúng ta sẽ nghiêm chào và ra tư thế bi và sẽ kết thúc bài quyền. Bây giờ tôi sẽ đi chồng chúng ta có thể theo dõi. Đầu tiên là chúng ta quay sang bên trái, đỡ trong ra, tiến lên đấm thì hắn nói. Trái đỡ trong ra, sau tiến lên đấm thuần trên bộ tấn gian. Đưa chân phải từ trước chéo ra sau. Xong nó quay lại, đỡ trong ra. Chân phải trên đường chéo thẳng ra sau và thực hiện một cái quyền đỡ trong ra, tiền đấm xung đẳng, quay góc ra, chỉ tay nhau, chân ghế đàn và lại cùng một lúc và thực hiện đòn đỡ trong ra ưu chi ok. Hãy tiến lên thực hiện đòn đỡ ưu chi ok. Và đòn bước thứ ba các bạn hét lên. Tiếp theo ta rê chân này lên. Chân phải tí để chúng ta tiến theo dõi. Rê chân phải làm trụ. Đấy, quay chân quay phải. Sau. Đỡ trong ra. Thực hiện đòn đỡ trong ra. Đấm. Tiền đấm. Ôi tiếp tục rê chân trước ra sau. 180 độ. Trong ra. Hiện đòn đỡ chưa về. Đấm. Tiền đấm Oyuki. Về. Quay góc 90 độ, thiền đàn gạt, ghế đàn bà rai. Sau đó tiến lên 3 đòn đấm. 1. Lên 3 đòn đấm chu đàn. 2. Đòn đấm thứ 3 các bạn hét lên. Hiện góc quay 120 độ. Thiền lên đòn đấm ra. Thiền đấm chu đàn. Đưa trong ra. Và thiền đấm chu đàn. Đấy, và bạn kết thúc bài quyền, thu về tư thế đi. Sau đó nghiêm. Chào. Và ra tư thế bi và kết thúc bài quyền. Các bạn nhớ là khi đi quyền thì điểm xuất phát ở đâu thì khi về nó kết thúc về ở đó. Bây giờ anh Hải sẽ đi lại để chúng ta có thể đi lại chậm như cái bài Tai Kyuku Shodan hôm qua. Nhưng thôi anh Hải đi từ từ. Bây giờ các bạn sẽ cùng tập theo nhịp mà hô. Bi. Nghiêm. Chào. Tên bài. Tai Kyuku Nidan. Bi. Chào. Các bạn bắt đầu thực hiện nhé.
Một, hai. Làm lại cái tuần đó, cứ mỗi nội dung như thế sẽ làm lại cho chúng ta tập tục giống như chúng ta tập một bài hát. Sẽ làm từng đoạn một xong rồi nối ra thành một bài hát hoàn chỉnh. Bạn tập lại nào. Đi lại cái tuần đó. Bạn đi lại 4 bước đầu tiên nhé. Thực hiện 1 2 1 2 3. Thực hiện lại một lần nữa 4 bước đầu nào. 1 2 1 2. Rồi, kết thúc ở bước thứ 4. Đứng lại ở bước đấy, chúng ta nối tiếp theo bài quyền. Các bạn để ý nhé, các bạn tiếp tục bước thứ 5, quay góc 90 độ về phía trước. Thực hiện 1, thực hiện đòn gạt Gedan Varai và đòn đỡ Uchiyuke cùng một tay. Tập lại nào. Thực hiện 1, 2, đó. Anh Hải tập chậm với nhịp hô nha. Làm lại một lần nữa, các bạn để ý nhé. 1, 2, đấy. Sau khi đòn đỡ trung đẳng thì các bạn tiến 3 bước, thực hiện 3 đòn đỡ nào. 1, đòn đỡ Uchiyuke trong ra. 2. Và bước thứ 3 bạn hét lên. 3. 2. Rồi, các bạn tập từ đầu đến đây nhá. Đây. Bắt đầu thực hiện nào. 1. 2. 1. 2 1 2 1 hét lên âm. Rồi, sau tiếng hét hét các bạn dùng chân phải chân trước á, làm trụ, các bạn xoay chân sau sang phía bên phải, thực hiện đòn đỡ cứ chia kể, thực hiện 1. Rồi bạn quay lại chậm nào. Thì lại đoàn quay anh chậm. Chúng ta tập theo hướng dẫn của chúng tôi để chúng ta có thể thuần thục, cũng như chúng ta sẽ nắm được cái phương pháp sư phạm để sau này chúng ta giảng dạy cho các học sinh của mình. Rồi, từ anh Hải. Rồi, bạn đi bước tiếp theo, sau đoàn đỡ bạn tiến lên đấm, đoàn đấm Oyuki trung đẳng. Thực hiện góc quay 180 độ, rút chân trước thẳng ra sau. Thực hiện đòn đỡ Uchiyuke. Thực hiện lại nào. Lại một lần nữa. Chậm lại. 1. Tiến đấm. 2. Tất cả những kỹ thuật này đều thực hiện ở tấn Genkutsuwachi. Tiếp tục các bạn dùng chân phải mình làm trụ, quay chân trái góc 90 độ, quay ngược về hướng lúc bắt đầu xuất phát ấy, quay về hướng bắt đầu xuất phát nào. 1, thực hiện đòn gạt Gedan Varai, thực hiện đòn quay, thực hiện lại. 1 Gedan Varai Gen. Tiếp tục các bạn tiến lên trước 3 bộ tấn gen kết hợp với 3 đòn đấm Chudan Oyuki. 1 2 1 Tiếp theo bạn thực hiện kỹ thuật quay nào. Dùng chân phải làm trụ, quay chân trái sau, thực hiện đòn đỡ Uchiyuke, thực hiện 1. Chậm lại nào. 1. Quay lại một lần nữa. 1. Thực hiện tiến đấm. 2. Rút chân trước quay sau 180 độ, thực hiện đòn đỡ Uchiyuke. 1. Tiến đấm Oyuki. 2. Rồi thu về. 3. Nghiêm. Chào. Như vậy là chúng ta đã tập xong bài quyền Tai Kuku Nidan. Tiếp theo chúng tôi sẽ phân thế bài quyền này. Máy được bao nhiêu phút? 14. Rồi phân thế chắc gì. Chúng tôi sẽ phân thế bài quyền này để chúng ta tiện cho cái việc theo dõi, để chúng ta tập cho nó đúng. Bài quyền này sử dụng hai bộ tấn, hai kỹ thuật là chỉ kỹ thuật đỡ trong ra và đòn đấm.
Ozuki. Tấn thì chúng ta chỉ sử dụng bộ tấn Yen Kutsua Chi hay còn gọi là Đinh Tấn. Bây giờ tôi phân thể lại quyền để các bạn tiện theo dõi và hình dung cái bài tập luyện. Ở cái bài quyền hôm qua tại Soda thì chúng ta thực hiện đối phương đấm trung đẳng, thì đấm đâu vào phần trung đẳng thì các bạn thực hiện thuật gạt ghế đan rai. Còn trong bài quyền này thì đối phương tấn công vào trung đẳng, chúng ta sẽ thực hiện thuật nỡ Uchiruke, tức là đấm trong ra. Đấy. Yep. Đó. Đấy. Okay. Rồi, sau đó thì đi tiếp quyền thì các bạn sẽ vào thế này.
bạn chỉ cần biết cái đó thôi, chưa cần phải biết nhiều thêm về cái đoạn sau, nghĩa là chưa cần phải thêm các đoạn tá hay là gì ấy trong phân thể. Hay bạn cứ phân thể đúng quyền, nhớ sao thì động là được. Và di chuyển thì các bạn nhớ là mắt con thể phải quan sát. Đây tôi có một số lưu ý cho các bạn tập về quyền tai cư ni đan các bạn. Thì anh Hải cho ôn lại các kỹ thuật cũ, các bài quyền hôm trước là các kỹ thuật. Mình sẽ ôn lại bài quyền một lượt nữa. Mình sẽ đi nhẹ một lần. Sau khi tập luyện bài quyền mới thì các bạn có thể ôn lại các khu vực cơ bản cũ để nó hết buổi tập của mình. Đấy, thì chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Thì đá tay vật cũ này. Chúng ta ôn lại đòn đá Kingali. Kingali sẽ dùng tấn công vào phần hạ bộ của đối phương. Phần đá này dùng lực của chân hông. Bạn đánh. Phần tiếp xúc với mục tiêu là phần khi hết là chúng ta phải dằn hơi xuống chứ không phải lúc hết là kia ai phải hết như thế, chúng ta phải dằn hơi xuống, cảm thấy cái bụng của mình nó cứng lên. Đây có một số người quay bài quyền gửi cho tôi nhưng mà thấy hết là rất là không có sức gì cả, anh lại đến đấm nó còn ai kia phải như thế. Hết chúng ta phải tập trung toàn bộ lực vào đòn đánh và đồng thời với cái hơi của chúng ta sẽ phải dằn xuống, lực của đòn đánh nó phải được tiếp lực cho cái đòn đánh của mình. Chúng ta lưu ý là ở chỗ đó. Rồi anh Hải tiếp tục. Sẽ phải sau thời gian đi ra đây. Các bạn thực hiện đòn đá Yokogi, các bạn đá sang ngang, họ giật chân về, giữ nguyên ở tấn. Tay bung theo, tay bung theo chân nhé, tay bung ra, còn tay này phải thủ tay này bung thẳng theo chân. Khi đá thì các bạn gõ tay theo chân, tay song song với chân, tay gõ. Nghiêng lòng bàn tay hướng về phía trước. Đòn đá này dùng lực đá của cẳng chân đá và lực xoay của chân trụ hông thì sẽ rất là mạnh. Đòn đá Saga, Joko Saga không nào. Nếu có ai cần hỏi gì chúng ta comment bình luận ở dưới để chúng tôi biết để chúng tôi tiếp tục trả lời cũng như là hướng dẫn nó tốt hơn. Two.
Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta đi lại cái bài quyền này mà chỉ dùng tấn không. Chúng ta tập có nghĩa là để một cái bài quyền mà chúng ta tập cho nó thuần thục thì không phải là lúc nào chúng ta cũng tập rầm rầm cái này cả, nó rất là mệt, nó mất sức của mình. Thì có rất nhiều cách tập. Cách tập thứ nhất là người ta tập nhẹ nhàng, giống như kiểu khí công dưỡng sinh ấy, tập rất là nhẹ nhàng, người ta gọi là tập nhẹ. Đấy, hoặc là tập 30% hay 50% lực nó phải đúng nghĩa. Và khi 100% lực chúng ta mới đi mạnh. Chứ nếu mà chúng ta cứ tập 100% lực liên tục thì chúng ta không đủ sức để mà đi. Cái phương pháp huấn luyện mà ngày xưa chúng tôi học do Ủy ban Thể thao tổ chức, cái đấy hình như là Viện Khoa học Thể thao tổ chức, thì người ta gọi là phương pháp sóng, hay là lúc mạnh và lúc lại thả lỏng ra để cho võ sinh được nghỉ ngơi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta di chuyển tấn của cái bài quyền này. Khi chúng ta di chuyển tấn thì chúng ta để hai tay sau lưng như này, chúng ta di chuyển. Đây là chúng ta thực hiện cái đoạn hét. Chúng ta luôn luôn phải nhớ trong đầu mình chỗ nào là hét. Đây là hét. Bây giờ sẽ thực hiện lại nhẹ nhàng của bài quyền tai cư ni đan. Các bạn cùng thực hiện nhé. Bây giờ tôi sẽ đi nhẹ nhàng để chúng ta tiện cho việc theo dõi cũng như là không mất sức trong quá trình tập. Thì có lúc đi nhẹ mà đã đi nhẹ là rất là nhẹ. Vâng, dùng 10 là tam lực thôi. Rất là mạnh, như thế nó không đúng, tính tập của mình nhẹ. Đi nhẹ là đi rất là lỏng, không nhiều sức. Chúng ta đi để chúng ta nhớ bài quyền. Đó, phần thuộc thôi, chúng ta không nhiều sức. Đấy là cái cách mà các huấn luyện viên vẫn thường xuyên huấn luyện cho học sinh của mình. Ta đi khi mà chúng ta đi mạnh thì nó cũng vậy, cũng giống như khi chúng ta đi nhẹ đấy, khi chúng ta đi nó có lực hơn mà cái tay chân nó nhanh hơn. Đây là thực hiện 80-90% lực. Đó, tôi đi một nửa như thế để chúng ta hình dung được cái việc mà chúng ta đi nhẹ như thế nào và chúng ta đi mạnh như thế nào. Như lúc nãy đã nói là mục đích của cái việc đi nhẹ là để không mất sức và để có cơ hội chúng ta chỉnh sửa những chỗ có thể sai. Khi chúng ta đi nhanh đi mạnh có thể nó sẽ sai. Rồi anh Hải sẽ ôn những cái nội dung khác. Các bạn sang ngang chuẩn bị đấm. Các bạn ôn lại một tấn Shiko Aichi và đòn đấm Chu Đan Chu Kỳ. Bộ tấn Shiko Aichi chân rộng bằng hai vai, hai mũi bàn chân hơi mở, hạ thấp trọng lượng cơ thể hạ xuống, thẳng lưng. Đấy, thực hiện các đòn đấm trung đẳng. Các đòn đấm đều vào một điểm. Khi các bạn đứng ở nguyên bộ tấn này thì đấm vào một điểm. Mỗi một kỹ thuật khi các bạn thực hiện thì các bạn thực hiện khoảng 10 lần. Nếu một bộ tấn thì các bạn đứng gạt thì cũng thế. Nghĩa là các bạn tập như vậy thì nó sẽ duy trì được cái thể lực. Chỉ phải sang ngang trung tấn chuyển tấn ra trung đan
Bây giờ bạn ôn lại một tấn ra cơ gen, thực hiện đòn đấm chu đan chu kỳ, đòn đấm trung đẳng. Thế đây, chuyển vào phần ra cơ gen. Đòn đấm này thì các bạn mở hết 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 hông lên và các bạn mở vai, vươn dài đòn đấm về phía trước. Khi di chuyển các bạn bám hai mũi bàn chân xuống, hơi nhớm hai gót chân lên và các bạn di chuyển, dùng cả lực xoay của gót của chân này, dùng hai gót chân đấm của vai hông, các bạn kết hợp để tạo thành một lực đánh chúng ta. Hơi bám hai mũi bàn chân xuống khi di chuyển, đẩy hai gót chân. Mỗi buổi tập ấy, thì chúng tôi dạy như này, nhưng mà chúng ta nên tập đi tập lại 3-4 buổi theo cái cách dạy của chúng tôi, chứ không phải là chúng ta chỉ tập một buổi như thế là chúng ta sẽ không thể nào tập tốt được đâu. Bởi vì thực ra đây là chương trình dạy chậm nhưng mà nó vẫn là hơi nhanh rồi. Ví dụ như bài quyền này, nếu như ở câu lạc bộ thì người ta sẽ tập nửa bài quyền trong một buổi tập thôi, nhưng chúng tôi đã dạy hết cả bài quyền trong một buổi tập thì chúng ta nên tập đi tập lại. Một tuần thường thường người ta tập 3 buổi, 2-3 buổi. Nhưng mà khi nào rảnh thì chúng tôi lại tập hết cả 6 buổi. Chính vì thế cho nên là chúng ta về nhà chúng ta phải chịu khó luyện tập. Đó, nếu không thì chúng ta sẽ không theo được. Mà không theo được thì sau đó chúng ta có thể tập lại, bởi vì chúng tôi vẫn lưu lại trên các cái kênh Doanh Nhân Nguyễn Viết Hòa, hay là kênh Tập Đoàn Võ Đường Ngọc Hòa, hay là kênh Nguyễn Viết Hòa Không Giấu, vân vân. Các cái huấn luyện viên cũng như là nhân viên của tôi sẽ quay phim lại và sẽ lưu lại để chúng ta tiện theo dõi. Đó. Thì buổi hôm nay chúng tôi sẽ ngừng buổi tập ở đây. Trước khi kết thúc buổi tập chúng ta phải thả lỏng. Như tôi đã nói hàng bao nhiêu lần rồi là chúng ta phải thả lỏng để chúng ta ra ngoài chúng ta không bị gió độc nó thâm nhập vào cơ thể chúng ta, nó sẽ gây ra bệnh tật. Chúng ta sẽ thả lỏng trước khi nghỉ. Chúc tất cả các bạn, quý vị và các bạn tập luyện tốt, nhưng ra chúng ta thả lỏng.